cha nhớ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Chúng lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Bằng tiếng thương yêu lá nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người, bàn tay cha dòng sữa mẹ xin khi nhớ không bao giờ quên.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông nghiệm của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, đặc biệt là dòng họ Mai, cách riêng là ngành 4 Kiên Lao của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng con cũng chào tới quý ông bà và anh chị em tôn giáo bạn đang cùng hiện diện nơi đây, để rồi chúng ta cùng với dòng họ Mai dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân mà Chúa đã ban cho dòng họ của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các vị tiền nhân của dòng họ chúng ta. Xin Chúa với lượng từ bi và lòng thương xót của Ngài sớm đưa các vị tiền nhân của chúng ta được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. Và hôm nay cũng là Chủ nhật thứ 32 thường niên năm A, phục vụ lời Chúa kêu gọi chúng ta ý thức được sự sống mai hậu của chúng ta, để rồi chúng ta lắng nghe và thực hiện những lời mời gọi của Chúa. Qua đó sau này chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc thiên đàng cùng với Chúa, cùng với Đức Mẹ, cùng với các vị tiền nhân trong dòng họ của chúng ta trên nước thiên đàng. Và để những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời, vậy anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời.
con chung tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xót tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi sắc hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan. Đức khôn ngoan sáng chói và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan cho gặp. Ai khao khát đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã tìm đức khôn ngoan thì không phải học nhọc nhằn vất vả. Họ sẽ thấy đức khôn ngoan ngồi ngay trước cửa nhà. Để tâm suy niệm về đức khôn ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì đức khôn ngoan mà thức khuya dậy sớm sẽ mau chút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan rảo quanh tìm kiếm trên các nẻo đường họ đi. Đức khôn ngoan liềm nở xuất hiện mỗi khi họ suy tưởng điều gì, đức khôn ngoan đều đến với họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Đức Chúa con thờ. Ngay từ rạng đông con tìm đợi mưa rào. Lạy Chúa là Thiên Chúa con.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết và sống lại, thì chúng ta cũng tin tưởng rằng người đã ăn giấc trong Đức Giê-xu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-xu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã ăn giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa đã từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên, rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại. Chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới, rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp lại: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, hôm nay là Chủ nhật rất đặc biệt, và đặc biệt hơn nữa cho dòng họ Mai của chúng ta, vì chúng ta hôm nay được quy tụ tất cả mọi người trong dòng họ của chúng ta, không chỉ ngành 4 mà còn các ngành khác nữa, để quy tụ nơi đây để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, cùng nhau gặp gỡ nhau, chia sẻ, nhìn thấy nhau khi được mạnh khỏe, hạnh phúc bên nhau. Chính vì thế, đầu tiên con xin cộng đoàn vỗ một tràng tay thật lớn để chúc mừng nhau ạ. Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta đang sống trong những tuần cuối của năm phụng vụ. Mẹ của giáo hội cho chúng ta nghe lại những đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta về ngày cánh chung, ngày tận thế, ngày mà Chúa Thiên Chúa Chúa đến với chúng ta lần thứ hai. Và trong nhiệt các tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta ngày đó thật bất ngờ. Và chính vì bất ngờ như vậy và chúng ta xác tín với niềm tin Kitô giáo của chúng ta rằng có sự sau, có đời sống vĩnh hằng và Chúa sẽ đến đưa chúng ta về với Chúa. Và chúng ta cần phải sẵn sàng để đón, cũng như sẵn sàng đón Chúa và sẵn sàng lắng nghe cũng như đón nhận lời mời gọi của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần phải sẵn sàng như vậy bởi vì làm sao không phải ai cũng được vào hưởng hạnh phúc thiên đàng nếu chúng ta cứ mải mê bởi những thế sự trên trần gian này. Chúng ta không sẵn sàng thì Chúa đến, Chúa gọi chúng ta thì chúng ta đã không có sự chuẩn bị thì không được xứng đáng vào hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. Và trong tin mừng hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ năm xưa và cũng muốn nói với chúng ta ngày hôm nay rằng chúng ta cần phải sẵn sàng, cần phải sẵn sàng. Và trong sự tỉnh thức, trong sự khôn ngoan, Chúa Giêsu đã dùng ví dụ ngôn về tiệc cưới với 10 cô phù dâu, 10 cô trinh nữ. Trong 10 cô đấy có 5 cô dại và 5 cô khôn ngoan. Cái 5 cô dại và 5 cô khôn ngoan thì phân biệt khác nhau ở cái sự biết lo ra, biết lo cho tương lai, biết chuẩn bị cho tương lai. Khi 5 cô khôn không những cầm đèn, không những chỉ cầm đèn không, mà còn mang thêm dầu, bởi vì không biết rằng đằng lúc nào thì chẳng rể tới, không biết là mấy giờ, bao nhiêu phút nữa, bao nhiêu tiếng nữa. Mà cái đèn của mình, trong cái đèn thì nó dầu nó có hạn, thì cần phải có thêm dầu để bổ sung, thì lúc đó đèn luôn luôn được cháy sáng. Còn 5 cô dại thì không biết lo xa, chỉ biết là có ừ thì mời đi làm phủ dâu, cầm đèn đi vậy thôi, đèn mình đang sáng rồi, có tí dầu là được rồi, không biết lo xa. Chính vì thế, do chú rể đến chậm mà các cô, đèn của các cô đã bị tắt và không được dịp đón chú rể. Qua đó, các cô dại đó không được vào hưởng tiệc cưới, dự tiệc cưới cùng với chú rể. Khi Chúa Giêsu dùng cái dụ ngôn tiệc cưới, một cái dụ ngôn mà rất đời thường đối với con người chúng ta, để nói tới nước trời của Thiên Chúa. Có nghĩa là ơn kêu gọi vào nước, được hưởng nước trời là dành cho tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng được vào. Mà những, chỉ những người được sẵn sàng chuẩn bị cho ngành, cho sự kiện đó thì mới được vào. Vậy một câu hỏi được đặt ra, vậy thì dầu dự trữ, cái dầu, cái hình ảnh của cái dầu đó trong dụ ngôn tiệc cưới đó, thì trong đời sống đức tin của chúng ta đấy là cái gì? Khi đèn, cái ngôi đèn, bóng đèn của chúng ta, ánh đèn của chúng ta, ngọn lửa của chúng ta đấy là ngọn lửa của đức tin. Ngọn lửa của đức tin được cháy sáng khi có dầu được tiếp tế, dầu được bổ sung vào, thì chúng, cái ngọn đèn đức tin của chúng ta mới được tiếp tục cháy sáng. Thì xin thưa với cộng đoàn rằng dầu dự trữ nơi đời sống đức tin của chúng ta chính là đời sống đức ái, đời sống bác ái, yêu thương nhau. Khi chúng ta tích trữ qua việc chúng ta yêu thương nhau, chúng ta giúp đỡ nhau, đấy là một cách để chúng ta thêm dầu, chúng ta tích trữ dầu cho đời sống đức tin của chúng ta. Hôm nay chúng ta
cùng với toàn thể mọi người trong dòng họ Mai của chúng ta quy tụ nơi đây. Chúng ta có được ngày hôm nay là do công ơn của các vị tiền nhân của dòng họ chúng ta. Ông bà tổ tiên của chúng ta đã hy sinh vất vả, đã cộng tác với Thiên Chúa để cho chúng ta được hồng ân sự sống, tức là cho chúng ta được có mặt trên trần gian này. Bố mẹ, ông bà tổ tiên của chúng ta đã hy sinh, đã nhường cơm xẻ áo, đã hy sinh, đã nhường nhịn tất cả mọi sự cho con cái của mình. Còn kể cho quý ông bà và anh chị em nghe một câu chuyện. Đó là trong một gia đình, người mẹ thích ăn đầu cá. Và khi con cái rất biết lúc nào cũng nghĩ là thích là mẹ là gì? Mẹ thích ăn đầu cá. Cho nên nhường tất cả đầu cá cho mẹ. Và khi mà người mẹ gần mất, người con mới hiếu thảo với mẹ rằng gì? Bây giờ mẹ gần mất rồi, mình phải làm một cái điều gì đó để báo hiếu với bố mẹ, với mẹ của mình. Cho nên anh em với bạn với nhau là nắm nó món đầu cá cho mẹ. Khi người mẹ bưng đầu cá lên, người mẹ khóc. Người mẹ khóc, khóc làm rồi các con không hiểu ý mẹ. Ngày xưa vất vả mẹ đã gì? Nhường hết các phần ngon cho con cái. Mẹ chỉ ăn cái đầu cá thôi. Chỉ dám ăn cái đầu cá, còn bao nhiêu phần ngon tất cả dành cho con cái của mình. Chính vì thế đấy, câu chuyện mà con muốn chia sẻ với quý bà và anh chị em. Chúng ta có được ngày hôm nay là do công ơn phụ dưỡng của bố mẹ, sự hy sinh vất vả của ông bà tổ tiên của chúng ta. Cho nên chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì cho chúng ta được vinh dự, được làm con của Chúa, được làm con trong dòng họ Mai của chúng ta. Và chúng ta cần tạ ơn Thiên Chúa, và chúng ta cũng báo hiếu ông bà tổ tiên của chúng ta. Khi chúng ta được lãnh nhận biết bao nhiêu hồng ân, biết bao nhiêu phúc đức mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, và niềm vinh dự và lời tạ ơn hơn nữa khi ngành bốn của chúng ta được đón nhận hồng ân đức tin, khi các cụ ở ngành bốn đã đánh đón nhận đức tin Kitô giáo của chúng ta và đã truyền lại cho chúng ta hồng ân đức tin đấy, khi các cụ đã đưa chúng ta đến nhà thờ để lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta có được ngày hôm nay thực sự là công ơn của tổ tiên. Khi chúng ta được đón nhận hồng ân công ơn của tổ tiên và chúng ta được có được ngày hôm nay, thì chúng ta nhớ tới ông bà, nhớ tới những lời dạy dỗ, những lời nhắn nhủ của tổ tiên của chúng ta. Chính vì thế trong Kinh Thánh đã có lời khuyên với chúng ta rằng: con ơi, hãy giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân. Khắc ghi công đức một niềm tri ân. Chúng ta nhớ tới ông bà tổ tiên, chúng ta không chỉ dừng lại ở cái việc mà chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, không chỉ vì được cái việc là chúng ta cảm ơn ông bà tổ tiên, mà chúng ta cảm ơn ông bà tổ tiên không chỉ dừng lại ở trên môi, trên miệng của chúng ta, mà chúng ta cảm ơn ông bà tổ tiên, cảm ơn Thiên Chúa bằng chính hành động của chúng ta.
tổ tiên ngành 4 của chúng ta đã đón nhận hồng ân đức tin, đã lãnh nhận, và chắc chắn, con nghĩ rằng chắc chắn ông bà tổ tiên của chúng ta đã thực hiện lời mời gọi của Chúa. Ông bà tổ tiên của chúng ta đã mời gọi và noi gương theo năm cô trinh nữ khôn ngoan, đã không những chuẩn bị đèn mà còn chuẩn bị dầu để tích trữ nữa, để các cụ được hưởng hạnh phúc nước trời của Thiên Chúa. Và con cũng nghĩ rằng các cụ cũng đã chuẩn bị dầu không những cho mình mà cho cả con cái của các cụ là quyên bà và anh chị em, khi cùng với quý cha quý mục tử đã coi sóc giáo xứ Kiên Lao của chúng ta, giáo dục chúng ta trong đời sống đức tin, giáo dục ra hướng dẫn về giải dạy, dạy giáo lý cho chúng ta, để chúng ta cùng trưởng thành về đời sống đức tin. Chúng ta lắng nghe lời mời gọi của Chúa qua các mục tử và qua cả ông bà tổ tiên của chúng ta, qua lời hướng dẫn của các ngài, mà chúng ta cũng noi theo ông bà tổ tiên của chúng ta mà sống như những năm cô khôn ngoan. Vậy kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, chúng ta noi gương tổ tiên của chúng ta là hãy không những chuẩn bị đèn mà chuẩn bị dầu dự trữ cho đời sống đức tin của chúng ta. Và như con nói nãy, dầu dự trữ đức tin của chúng ta chính là đời sống bác ái, đời sống đức ái nơi người Kitô hữu của chúng ta. Đó là chúng ta yêu thương nhau. Vậy con muốn thưa với quý ông bà và anh chị em trong dòng họ Mai của chúng ta, chúng ta hãy nghe lời Chúa, chúng ta hãy nghe lời hướng dẫn của ông bà tổ tiên của chúng ta, mà trong dòng họ của chúng ta yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, cộng tác với nhau, không những trong đời sống hàng ngày mà trong cả đời sống đức tin. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em hãy yêu thương nhau. Và khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta giúp đỡ nhau, mà một trong những cái con thấy rất là hay, rất là ý nghĩa, khi mà dòng họ của chúng ta hiệp lòng một ý với nhau mua được một mảnh đất để làm nên một, để có một nơi để xây dựng, một nơi tụ họp với nhau để nhớ tới ông bà tổ tiên và thờ phượng Thiên Chúa. Đây là một điểm không hề dễ, không hề, không phải là dòng họ nào cũng có thể làm được. Thật là tuyệt vời. Chúng ta cố gắng, chúng ta hãy đã hiệp hành, đã yêu thương nhau, và chúng ta hãy cố gắng yêu thương nhau hơn nữa, để rồi chính cái đời sống yêu thương nhau đó, chính cái sự cuộc sống yêu thương nhau đó, chúng ta sẽ làm muối, là ánh sáng cho không những mọi người trong dòng họ ngành 4 của chúng ta, mà còn là muối, là ánh sáng cho cả dòng họ Mai của chúng ta nữa. Và chúng ta cũng là muối, là ánh sáng cho tất cả mọi người. Và qua muối và qua ánh sáng của chúng ta đó, mọi người chúng ta nhận biết Thiên Chúa nơi chúng ta. Như Tin Mừng đã nói, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trên trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà ngợi khen Cha của anh em đấng ngự trên trời. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta không chỉ tích trữ kho tàng, tích trữ dầu của chúng ta, mà chúng ta còn làm để ngợi khen Thiên Chúa qua những việc tốt lành mà chúng ta làm. Xin Chúa chúc lành và xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng ta, để dòng họ của chúng ta luôn luôn được những, có những ngọn đèn cháy sáng, làm gương sáng cho mọi người. Amen. Con xin cộng đoàn đứng để cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đấng Chúa Trời. Tôi
ơi xuống tay xin bởi bà. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người sẽ trở lại trong vinh quang và đem chúng ta về với Người. Hiệp cùng với dòng tộc họ Mai ngành 4 trong ngày dỗ tổ và dâng lễ cầu nguyện cho quý bậc tiền nhân hôm nay, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin. Sứ mạng của Hội Thánh là trở nên dấu chỉ tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn trung thành rao giảng Chúa Kitô đã tử nạn và phục sinh, để mọi người cho được đón nhận tin mừng cứu độ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu hiểu rằng phải luôn làm những việc lành phúc đức để sẵn sàng đón Chúa đến và được vào giữ tiệc nước trời với Ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Những cô khôn ngoan thì vừa mang đèn lại vừa mang theo dầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo sư chúng ta, cách riêng là cho mỗi người trong dòng tộc Hồ Mai biết đoàn kết với nhau, quảng đại đóng góp tinh thần và vật chất cho công việc chung, để như là những hành trang thiêng liêng cho cuộc lữ hành tiến về thiên quốc. Xin Chúa nhận lời chúng con. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho quý bậc tiền nhân, ân thân nhân của dòng tộc Hồ Mai, những người còn sống được bình an hạnh phúc, và những ai đã qua đời được hưởng hạnh phúc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, cuộc sống từng ngày của chúng con có quá nhiều thử thách gian nan, khiến chúng con dễ sao nhãng bổn phận phải tỉnh thức. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con luôn biết tỉnh thức sẵn sàng chờ đón Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thành công
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vận hội Thánh Chúa tiên dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình tầm gia, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phụng sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sông lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nương trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chung tùng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộ mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộm vì các con. Cùng môn thê từng ấy sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đường tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng ngầu cần cho tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn tiền nhân mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly chuẩn trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đường vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse 300 năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn toan khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh nhi Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phong cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Kính thưa công đoàn, đây là giờ là phần rước lễ của người công giáo. Với quý bà và anh chị em là tôn giáo bạn thì chúng ta không nên rước lễ. Con xin cảm ơn. Tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân
tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mưa, vội vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào ngày trước chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng chào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thần gia. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa chúng con và tuân đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí cuộc sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Vâng ạ, con xin được mời quý cha cùng quý cộng đoàn an tọa
Giờ đây một vị đại diện cho dòng tộc có đôi lời cảm ơn quý cha cùng quý cộng đoàn, xin trân trọng kính mời. Trọng kính cha phó Gioan, kính thưa quý chức ban hành giáo, hội đồng mục vụ giáo xứ đền thánh, quý chức ban hành giáo, các ban hành giáo và các ban ngành giáo họ cha thánh Đa Minh, kính thưa quý khách và quý cộng đoàn hiện diện. Vào tháng 11 hàng năm, giáo hội nhắc nhớ tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Hòa chung với tinh thần hội thánh, các bậc cha ông, họ mai ngành bốn kiên lao chúng con đã chọn những ngày đầu tháng 11 này để quy tụ cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tổ tiên. Cách đặc biệt, hôm nay ngành họ chúng con lại được cha phó dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ 32 mùa thường liên để tạ ơn Chúa, cầu cho các bậc tiền nhân trong ngành. Đây là nguồn động viên rất lớn cho ngành họ chúng con trên những bước đường hướng về tiên tổ tiếp theo. Cây có gốc mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu, người ta có nguồn từ đâu, có tổ tiên trước rồi sau có mình. Xin cho chúng con chớ xa những cám dỗ mà lãng quên các bậc sinh thành. Sự cảm ơn chân thành của chúng con xin được gửi tới quý cha phó. Chúng con xin chúc cha phó sức khỏe, niềm vui. Khi trẻ thì đẹp trai cha sẵn có, khi già thì đẹp lão cha có thêm, và tràn đầy ơn nghĩa Chúa mỗi ngày. Chúng tôi xin cảm ơn ban hành giáo giáo họ đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi tổ chức thánh lễ nơi giáo họ. Xin cảm ơn ban nhạc đoàn, ban ca đoàn, ban truyền thông Toàn Linh là người con của ngành họ và các ban ngành phục vụ trong thánh lễ. Xin cảm ơn quý khách và quý cộng đoàn hiện diện đã chung lời cầu nguyện cùng chúng tôi trong thánh lễ sốt sắng này. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu trên cha phó, quý chức và quý vị. Theo thiệp mời, sau thánh lễ, chúng con xin kính mời cha phó, quý chức các ban ngành, quý khách cùng các ông các bà trong toàn ngành cùng vui lòng chung chia với chúng con trong bữa tiệc mừng tại nhà hàng Đại Dương. Chúng con xin kính mời và hân hạnh đón tiếp. Một lần nữa con xin chúc mừng dòng họ mai của chúng ta. Xin Chúa chúc lành và xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng ta để dòng họ của chúng ta ngày càng được lớn mạnh hơn nữa, yêu thương hơn nữa và hiệp thông với nhau hơn nữa. Con xin cộng đoàn chúng ta đứng. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa con cấy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Dòng thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng.